hỏi mày liền á, mày tin không? Rồi thì bây giờ cô coi túi của cô coi, coi có tờ tiền không? Nè, giờ kìa, có anh đây nha chưa? Nè, túi tôi nè, có không? Nè, có không? Tao giả trong mỏi mày được chưa? Được chưa? Thôi, bình tĩnh. Làm ăn chung với nhau, nhiều khi có sự hiểu lầm á mà. Hai cô cháu đừng có căng thẳng quá. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Thôi. Trời đất ơi, tôi buôn bán ở đây, tôi làm rất là nhiệt tình, tôi cực khổ cỡ nào. Rồi, mà xúc phạm danh dự tôi vậy, biết tôi không nóng. Thôi bây giờ tôi tính vậy nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, về cái khâu pha chế á, thì bà phụ trách. Ừ. Còn cái khâu mà thu tiền á, thì để thằng Tiến phụ trách. Vậy đi. Ờ, nói vậy đi còn dễ nghe. Ừ. Trời, đã nói không có mà còn ráng nói có. Bỏ đi. Giả mà. Làm hết hồn. Còn bà tuy hơi tào lao, nhưng mà được một cái nha, pha chế giỏi, ngon.